chiều 29/10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể ra phán quyết vụ án Công ty Chính phủ Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) kiện đòi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gợ Giạt bồi thường thiệt hại như dự kiến. Theo hội đồng xét xử, sau khi nghị án, xét thấy có một số nội dung cần phải làm rõ nên tòa chưa đưa ra phán quyết mà quyết định quay lại phần xét hỏi. Trong phần tiếp tục xét hỏi, hội đồng xét xử hỏi đại diện Vinasun về con số thiệt hại mà nguyên đơn khởi kiện. Tuy nhiên, lúc này đại diện Vinasun lúng túng, sau khoảng một phút loay hoay tìm lại tài liệu mới cho biết từ 2016 đến 6 tháng đầu năm 2017, có 2.777 xe của Vinasun phải nằm bãi, việc này do Gợ Giạt gây ra. Như những phiên tòa lần trước, hôm nay cả trăm tài xế Vinasun cũng đến sân tòa hồi hợp chờ phán quyết. Theo Vinasun, khi Gợ Giạt hoạt động tại Việt Nam từ năm 2015, thì có hơn 12.000 tài xế Vinasun nghỉ việc vì Gợ Giạt chiếm lĩnh thị trường, đưa ra những chính sách chiêu dụ tài xế. Từ 3 năm trước Vinasun có hơn 12.000 tài xế thì nay số lượng giảm xuống rõ rệt chỉ còn hơn 8.000 tài xế. Như những phiên tòa lần trước, Vinasun vẫn khẳng định tổng thiệt hại do Gợ Giạt gây ra là ở mức 41,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó chủ tọa phiên tòa nhận định, thiệt hại có thể có nhưng để chứng minh rất khó, có sự chủ quan của doanh nghiệp, khách quan của thị trường. Theo hội đồng xét xử, cần phải chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật của Gợ Giạt với thiệt hại của Vinasun. Trong khi đó, về phía Gợ Giạt, luật sư của bị đơn vẫn giữ quan điểm yêu cầu hội đồng xét xử trưng cầu giám định lại thiệt hại của phía Vinasun vì cho rằng số liệu trong báo cáo giám định của công ty thẩm định Cửu Long là thiếu chính xác. Trong phiên tòa hôm nay, đại diện đơn vị giám định cũng không có mặt tại phiên xử để tham gia phần xét hỏi. Sau đó, hội đồng xét xử nhận thấy cần tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ liên quan kết luận giám định thiệt hại nên ra quyết định tạm hoãn phiên tòa. Thời gian tạm hoãn đến ngày 22 tháng 11 năm 2018. Sau khi biết được thông tin tòa chưa thể đưa ra phán quyết, tiếp tục hoãn nhiều tài xế có mặt tại sân tòa khá thất vọng vì phải chờ đợi thêm gần một tháng nữa. Như vậy đây là lần thứ 3 phiên tòa phải tạm hoãn với lý do thiếu chứng cứ. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Gợ Giạt tại Việt Nam đã có chia sẻ sau phiên tòa. Chúng tôi hài lòng với kết quả hôm nay và tin rằng hội đồng xét xử sơ thẩm thuộc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi hoãn phiên tòa vì thiếu những chứng cứ độc lập vững chắc từ Vinasun để chứng minh rằng lợi nhuận bị giảm sút là do sự gia nhập thị trường và hoạt động của Gợ Giạt tại Việt Nam trực tiếp gây ra. Đại diện Vinasun và Gợ Giạt tại phiên tòa hôm nay, 29/10. Đại diện Gợ Giạt nói: Theo Gợ Giạt, đơn vị này hy vọng tòa sẽ cân nhắc các kiến nghị của mình, đó là chỉ định các đơn vị giám định quốc tế có uy tín, kinh nghiệm thực tế, nhằm đảm bảo các quyền cơ bản, hướng đến một phiên tòa công bằng và đúng quy trình. Gợ Giạt cho rằng mình đang là một nền tảng công nghệ mở và bất cứ công ty taxi, doanh nghiệp vận tải nào cũng đều có thể tham gia hợp tác, với mục tiêu mang đến những dịch vụ hiệu quả hơn cho người tiêu dùng, tăng hiệu suất hoạt động và cơ hội có thêm thu nhập cho tài xế của họ.